Xin chào tất cả bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Viên Tích của chúng tôi. Và ở video ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký hội viên của kênh Viên Tích. Khi tham gia làm hội viên của kênh Viên Tích này, các bạn sẽ có các quyền lợi như sau: được xem toàn bộ video chỉ dành riêng cho hội viên. Bên cạnh đó, các bạn còn có thể sử dụng các sticker để có thể bình luận vào các video. Để tham gia làm hội viên của kênh, các bạn sẽ truy cập vào địa chỉ như sau: https://www.youtube.com/vinitik. Khi đó sẽ xuất hiện giao diện như thế này. Các bạn sẽ click vào mục tham gia. Để tham gia làm hội viên của kênh, các bạn phải đăng nhập bằng tài khoản Gmail của các bạn. Click vào mục đăng nhập. Chọn tài khoản để đăng nhập. Chọn tiếp theo. Như vậy chúng ta đã đăng nhập vào tài khoản Google của chúng ta. Sau đó các bạn sẽ click vào mục tham gia. Tại đây sẽ có 3 nhóm hội viên như sau. Thứ nhất đó là hội viên mới. Phí tham gia là 30.000 đồng trên tháng và sẽ có các quyền lợi như sau. Tiếp theo, hội viên ưu tiên. Phí của hội viên này 250.000 đồng trên tháng. Khi đó chúng ta sẽ có các quyền như sau. Bao gồm quyền sử dụng các đặc quyền của cấp độ trước đó, quyền xem trước video mới và được quyền xem video chỉ dành cho hội viên. Nếu các bạn muốn tham gia kênh này để xem các video về giảng dạy lập trình thì các bạn sẽ tham gia một trong hai loại hội viên, đó là hội viên ưu tiên hoặc hội viên VIP. Sau đây tôi sẽ minh họa cách đăng ký như sau. Vì đây là video minh họa, do đó tôi sẽ đăng ký tài khoản hội viên mới. Cách thức tham gia của các hội viên khác cũng tương tự. Chúng ta sẽ click vào mục tham gia. Như vậy, để có thể tham gia làm hội viên của kênh, các bạn phải có thẻ Visa. Chúng ta sẽ nhập số thẻ ở đây. Nhập tháng 5. Những thông tin này sẽ có ở mặt trước của thẻ Visa của các bạn. Tại mục CVC, các bạn nhập 3 số bí mật ở mặt sau của thẻ và nhập tên chủ thẻ. Tên chủ thẻ các bạn sẽ nhập tiếng Việt không dấu. Địa chỉ thanh toán tại Việt Nam. Và click vào mục mua. Như vậy chúng ta đã đăng ký thành công. Chào mừng bạn, chúc mừng bạn đã trở thành hội viên của kênh. Chúng ta sẽ xem các đặc quyền. Đây là tab dành riêng cho hội viên. Các thông báo mới của hội viên sẽ được hiển thị ở đây. Chúng ta có thể thay đổi cấp độ của hội viên để chúng ta có thể sử dụng được các chức năng nâng cao. Để hiểu hơn về các đặc quyền của các nhóm hội viên, các bạn sẽ đọc thông tin ở đây. Như vậy tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách tham gia làm hội viên của kênh Vinitik. Và trong quá trình thực hiện, nếu các bạn có gì thắc mắc thì các bạn có thể để lại phần bình luận ở phía dưới video của chúng tôi để chúng tôi có thể giải đáp cho các bạn. Để có thể theo dõi được những video mới nhất và hay nhất của chúng tôi, các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký hoặc subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.